Yo! Hello! Hello, chào anh em nha. Chào cả anh em nha. Rồi, chờ tí, anh em tôi đặt lại cái tiêu đề cái. Mod Drone Snack. Snack. Thằng này là thằng 9 rồi nhỉ anh em nhỉ? Số thứ 9 rồi. Hello, chào tất cả anh em nhá. Hello, hello. Yo, chào anh em nha. Cả hai có stream deep không? Tất nhiên rồi anh em. Đang cuốn mà. Vào mày. Vào. Chào bot. Mày cả đây. Đúng rồi. Ok, hello anh em. Rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái mô hình trồng cây tự nhiên này. La la. Lần trước tôi đã xây xong cái vụ cây thông ở đây. Hy vọng là nó sẽ hoạt động ổn áp. Lối luôn băng tải cho nó. Thành phần công nghiệp cũng sẽ đạch sao lâu mấy ông này chửi bot thế. Sao lại lại gắt thế? Thôi bật cái bảng chat lên coi. Hello, hello. Ở cái chat nó không hoạt động hay sao nhỉ? Nay không đơn step à? Tôi quay lại với Oxygen một hôm cái. Không có mấy ông hóng Oxygen á. Có mấy anh em hóng Oxygen, lâu lâu tôi phải quay lại Oxygen một chút. Trồng cây bằng con pip như thế nào thì đơn giản là ném mấy vào thôi. Ném hạt giống vào nó trồng thôi. Nó trồng trên cái đất tự nhiên. Cái này thì khá là dễ hiểu thôi. Anh em học cái... Nói chung là anh em tìm hiểu được cái... cơ chế trồng của con pit thì cũng khá là dễ thôi. Biết được cái cơ chế trồng của nó thì là ok thôi. Đây, hôm nay tôi sẽ phải trồng ở đây. Trồng một cái vườn lúa ở đây thì chắc là ok, đủ ăn. Thoải mái ăn. Hello ông. Chào tất cả anh em nhá.
sao anh em. Tèn tèn. Flower salad. Salad. Flower salad. Map này không có ở mạch nước này. Map này không có biome muối để mình làm cái trồng cái ơ sao lại ở đây có nước nhỉ? Map này không có muối để mình trồng cái tảo nước. Có tảo nước thì ngon. Bắt bọn Bíp trồng khu to thế có tính ngược đãi động vật không? Không. Ngược đãi là ngược đãi thế nào? Đây tôi chỉ bắt ra thôi, nó tự trồng mà, nó nghịch ngợm ấy mà. Tôi đâu có bắt nó đâu, nó tự nguyện mà. Hoàn toàn tự nguyện nhá. Thực thi trên hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện. Rồi, để mà nó làm nhanh một chút thì tôi sẽ tăng cái ưu tiên của cái thằng xây dựng này lên cao một chút và đào bới lên cao một tí. Tí tôi sẽ trả về bình thường đúng không? Cái này hợp lý đi. Hero. Sao không giết mấy thằng này đi? Giết đi nè. Rồi, để nó giết hết mấy thằng này đi. Cho nó đẻ trứng nữa. Ở đây này nóng rồi. Uầy, ở đây nóng nhanh nhở. Chúng mình sao không chịu được nữa rồi. Hello ông nha. Hello. Chào luôn mấy ông cà lê. Mấy ông cà lê đâu ấy. Ồ, sao con này nó không giết luôn nhỉ? Đang chờ tấn công mà. Đấy, bơm hết cái đống nước này lên trên này. Chỗ này khoảng 500 cân thì nó sẽ nhả. Nhả rụi nước. Tôi cần thêm đây mấy khí ga đây nữa đấy. Khá là nhiều khí ga rồi. Thì thép thì mình có thể là mình bịt luôn cái này lại. Bịt luôn lại. Người cà lê đây. Ở đấy, cà lê đây. Còn một ông nữa nhưng mà không thấy đâu. Chắc là bận gì rồi. Kênh tôi ấy mà. Anh em văn minh với nhau nên là cờ lê thất nghiệp mẹ rồi. Cờ lê kênh tôi thì mẹ cũng thất nghiệp, không có việc làm. Anh em văn minh lắm. Nói thôi chứ thi thoảng thì cũng có mấy thanh niên kiểu trầu trầu ấy. Kiểu, nó hiểu kiểu gì vào chửi ung sùng lên. Thi thoảng cũng có. Nhưng mà ít lắm. Trước giờ tôi cũng không có gặp một lần, một hai lần rồi. Tôi cũng muốn cờ lê, thôi cờ lê ít thôi. Khổ. Giờ cứ cho cờ lê lên xong anh em cầm như hến như mấy ông kia thì thế thôi. Kênh chat rồi im dê. Cái chỗ này phải đào lên nhờ. Cho cái cây xương rồng này này. Xương rồng roi ra. Do ra. Cái kênh của ông nhà đất ớ. Anh em văn minh mà.
chửi bậy chửi biếc thì có bot nó xử nhanh lắm. Cái vụ chửi bậy cái bot nó xử đẹp luôn. À, tôi mới chỉnh lại con bot rồi. Mà chửi bậy chửi biếc thì chỉ phệt 60 giây thôi. 60 giây cộng với lại xóa tin nhắn thế thôi. Em chỉ hóng nó fix được cái hiệu năng game mượt mà chơi vài trăm cycle không bị lag. Lúc đấy sẽ mua game về try hard rồi còn bây giờ. Mua game ủng hộ người ta đi anh em. Ủng hộ thì người ta mới có kinh phí. Có kinh phí mà update các thứ được chứ. Anh em mà có tiền thì nên ủng hộ. Tôi khuyên thế. Mình mua game là một cái hình thức ủng hộ người ta có kinh phí thì người ta sẽ phát triển được những cái, người ta phát triển được game hơn, người ta sẽ đấy, ít nhất là những cái vụ mà fix lag các thứ thì người ta sẽ chú tâm hơn, người ta sẽ quan tâm đến game hơn. Cái min cốt hỏng hết rồi, nó hỏng hết rồi đây này. Tôi đang định không biết là làm cái gì để tản nhiệt cái chỗ này đây. Cho cái này vào đi. Chắc là thế thôi. Với cả áp suất cao quá này. CO2 ở đây nó đổ xuống. Áp suất cao quá. Lạnh đấy nhưng mà áp suất này đây nó đổ xuống là cao quá. Cái đống này nó chết hết rồi. Game nhẹ mà chỉ cần anh em không đầu tư. Hôm nay có xây dựng cái bè không? Có chứ mẹ. Làm lốt cái bè tôi sắp bố đời lắm rồi, giờ tôi biết cách chế flank rồi. Ngon nghẻ ngay. Ngon ngay anh em ạ. Úp máy là được mượt ngay không? Ý anh em ý ông ấy bảo là cái con game này nó chưa tối ưu cho multi-core ấy. Tức là những cái chip mà đa nhân đa luồng là nó vẫn không tối ưu được, nó vẫn chỉ chạy được trên một nhân thôi. Đấy. Cho nên là anh em build máy để mà chơi con này thì cứ phệt xung nhịp càng cao càng tốt, cộng thêm nhiều RAM. Đấy, ưu tiên thế. VGA thì con chả cần được. Đấy cần VGA. Không phải do game đâu. Vòng 3 cycle 22 đệ vẫn mượt. Thì tất nhiên là do máy rồi. Do máy mà. Có ai bảo này đâu. Ý ông ấy bảo là tối ưu cho máy, thì tối ưu cho các máy ấy. Ví dụ như là máy anh em nhìn con rắn này nó có quen không? Nó cho máy cùi, máy yếu ấy, thì những cái máy mà nhân người ta dùng chip nhiều nhân, nhiều đa nhân đa luồng ấy thì nó tối ưu được cái hiệu suất chứ không phải là bị lag hay gì. Mua game ủng hộ rồi nè, nhưng mà chưa có máy để chơi. Ui sợi, sao để mua game trước khi mua máy. Chơi được một cycle, một ca cycle là cũng trải nghiệm gần hết rồi còn gì nữa. Ra map mới trải nghiệm tiếp. Giờ không thì cứ chơi ở chế độ x1 thôi, vừa chơi vừa trải nghiệm, vừa xây dựng các thứ linh tinh. Đấy. Đường step cho chơi với. Hôm nào chơi thì anh em cứ vào Discord thôi. Anh em vào sẵn Discord thì hôm nào thôi. Tôi live phát anh em nhảy vào. Máy tôi 3-4GB là chơi được 500. 4GB là chơi tẹt rồi. Ngày xưa cái con laptop của tôi 4GB mà đã chiến được 600 cycle rồi. 96 cycle nó cũng giật rồi. Nó cũng hiện tượng rồi. Cái đợt đấy nó chưa update nhiều đâu, nhưng mà đến bây giờ thì chắc nó cũng phải chạy được khoảng 400-500 cycle. Anh em chơi nhanh, chơi ấy, xây kiểu chơi xây cái ngưỡng vừa phải thì chắc là cũng trụ được đến 600 cycle.
xây vừa vừa thôi, nhưng mà xây nhiều quá ném bức các thứ nhiều thì nó cũng ảnh hưởng, nó cũng lag, dẫn lag game nhiều. Chip nhiều nhân là dùng để làm server với đào bitcoin thôi chứ chơi game không ngon đâu. Ừ, mà giờ thì mấy ai đào bitcoin bằng chip nhiều nhân đâu ba. Người ta đào bitcoin bằng bằng cặc đồ họa là chính. Tiền đâu mà đầu tư vào chip phải không? Máy FX570 chơi đến cycle. Con này đâu có dùng cặc rồi đó. Con này cặc onboard chạy mượt. Con này onboard chạy ngon nghẻ này, không cần cặc rời thôi. Đấy. Là được ngửi ở đây này. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu là xây xây những cái ô gạch vào. Game này khó tối ưu, nó tính toán nhiều quá. Ở nhà phát hành thì cũng trước giờ thì cũng muốn mà, chứ không phải đâu ấy đâu. Đâu có phải là mà kiểu bỏ bê đâu mà. Trước giờ thì cũng muốn tối ưu hết thôi chứ. Cũng cố gắng lắm rồi. Nhưng mà phải công nhận là cái lối chơi, mặc dù cái đồ họa nó không được ok cho lắm, nhưng mà cái lối chơi nó hấp dẫn. Cái lối chơi nó cực kỳ lạ. Cuốn người chơi. Lối chơi sáng tạo. Tạm dừng lại thì cũng vẫn mượt mà. Tạm lại nó không phải tính toán nhiều ấy, nó khá là mượt. Một 280 chạy cũng được 1k nè. Lại bắt đầu. Chỉ được thế là rồi. Chơi càng về sau càng lag là đặc điểm chung của mấy game có xây như thế này rồi. Thì xây càng nhiều thì đồng nghĩa việc là tính toán nhiều thì nó lag thôi. Đấy là tình trạng chung rồi. Nhưng mà đang bảo là nó có tối ưu được cho đa nhân không ấy. Chia được việc cho đa nhân thì nó sẽ ok hơn, nó sẽ mượt hơn. Mấy thằng dùng đa nhân nó sẽ ok hơn. Lần trước chả có ông Tây ông hướng dẫn chia đa nhân ấy. Tôi chia thử thấy vẫn thế, chả có cái mẹ gì khác, lừa đảo hết. Không phải lừa đảo mà là nó cũng chả được, nó không hiệu quả. Tức là ép nó phải xử lý đa nhân ấy, nhưng mà không được. Game này mỗi giây tính toán khí nước kiểu nên mới lag, còn mấy game kia thì không phải tính toán như thế này. Tính toán, game này tính toán nhiều mà. Nó mỗi lần khí đảo như thế này nó cũng phải tính toán rồi này. Đấy, mỗi lần khí nó cứ ấy này, anh em nếu mà tắt được những cái mà nó ngoằn ngoèo này đi thì nó sẽ đỡ lag hơn nhiều. Bởi vì nó tính toán nhiệt độ này, rồi là thể tích các thứ ấy. Tính toán rất là nhiều.
Trúng tan 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 tan. Ui sao lại cửa lo ở trong này này. Cửa lo là toang đấy, không được đâu. Chơi game kia đi. Game kia là game gì? i9900 với 32GB thì ông chơi chán. Cũng không lag. Ừ. Thì được cái lối chuẩn rồi. Không là máy đa nhân thì đấu lối tiếp thành một nhân. Thật đấy. Tách mẹ ra xong rồi là. Tách mẹ ra cho nó. Tôi yêu đấu lối tiếp cho ông kia, ông bảo kìa, mẹ ai bảo chạy song song làm cái gì cho nó yếu. À Strandip K2 anh em nhá. Lại xây cái gì đấy, đang trồng lúa ấy. Trồng lúa đấy anh em. Hai cái thứ này hỏng nhỉ. Trong có nhiều rác quá là nó cũng sẽ bị, trong nhiều rác quá là nó cũng sẽ bị không được hỏng. Cả hai mấy giờ vậy, tầm 10:30 11 giờ anh em. Qua xem Stranded quên mất thì mấy ông khắc chó thì bảo tôi mẹ nói chuyện buồn ngủ. Hỏng. Con bot của ông spam nó có ban không? Tôi tắt cái spam rồi. Tại nhiều ông ấy nó nhạy quá ấy, nó spam nó hay ấy. Cứ hơi spam một vài từ là nó cũng ấy. Hơi spam khoảng một vài từ là nó cũng chiến khổ. Nó nhạy quá. Ơ. Tích tên tên tên. Tích tên tên tên. Thế đã ôn thi được tí nào chưa? Ôi trời, thi thố gì? Đang nghỉ dịch mà thi thố gì tầm này. Trên đây còn này. Thank you.
Bam 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 bam. Bang 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 bang. Lại là sắp phải đi cày cuốc rồi. Nghe nhạc buồn cũng ngủ quá. Hôm qua tôi để nhạc nhỏ mà. Nhạc buồn ngủ à? Ờ, nhạc này được này. Ngon đấy. Hợp lý, hợp lý. Cứ tầm 10 phút bật siêu nhân cuồng phong. Bản quyền bỏ mẹ đấy. Bật anh khiêng hòm nên là cũng bị. Hôm nọ tôi bật anh khiêng hòm bị đấy. Bản quyền mà. Bài này nghe chán rồi. Kiếm nhạc khác đi. Cái nhạc nào mà nó đấy làm tí nhạc liên minh nhá, tí nhạc liên minh cho nó. Không bật thầy huấn cho anh em xem vừa xem vừa học. Thôi mà anh em vào khổ. Làm tí nhạc liên minh cho nó tỉnh táo. Liên minh điện thoại có mấy cái list nhạc cũng hay phết. Tôi thấy được. Nghe bài này nè. Bài nào? Bài này á. Giờ chỉ có nghe nhạc game thì nó không bị bản quyền anh em ạ. Người ta đang nghe nhạc liên minh huyền thoại đấy. Ok hết rồi này. Nhạc em thấy hôm trước ông kia bật có bị gì đâu. Bật làm sao mà anh em biết được bị gì, làm sao anh em biết được.
bật thì nó chỉ bị tắt kiếm tiền thôi. Nhưng mà chẳng may bật những cái nhạc mà nó nặng nên nó khóa stream mình đấy. Nhẹ thì là bị tắt kiếm tiền, tắt kiếm tiền của video đấy thôi. Nặng là bị khóa stream luôn đấy. Nên tôi không biết là cái nhạc nào nó ấy cả. Mai nghỉ tối sở chan đít thâu đêm đi. Ôi trời ơi, tôi ở nhà tôi không thâu đêm được đâu anh em ạ. Mấy hôm nữa tôi xuống dưới kia thì mạng mẹo nó ổn định, nó ngon nghẻ thì tôi thâu đêm cho anh em. Ở nhà nó không được thoải mái đâu anh em ạ. Có người ấy, có người nhà ấy, không nói được. Đêm là hạn chế nói các thứ. Anh em máu thế, anh em máu thế. Lại cả mai cái gì, mai nghỉ tối thâu đêm. Nhưng mà được rồi thì tí nữa thì tôi cố gắng là xin nghỉ muộn tí. Nhưng thâu đêm thì khó anh em ạ. Mấy nữa tôi chuyển máy xuống dưới kia thì thâu đêm nó ok hơn anh em ạ. Mà xuống kia mạng méo nó ok hơn. Không gian các thứ nó cũng thoải mái hơn nữa. Chứ ở nhà thì có người ấy nữa. Nên là mình không thâu đêm được. Mình không... Nó lăng lúc tối nó không... hạn chế không được thoải mái. Bật bài thăm ngàn đi, thăm ngàn. Thôi nghe tạm nhạc Liên Minh Huyền Thoại đi, nghe cho đỡ buồn ngủ thôi. Mà dạo này khỏe nhỉ, hôm nào cũng 2k đến sáng. Thì anh em ủng hộ nhiều thì yếu mấy thì cũng cố thôi. Nói chung là nó có động lực thì mấy giờ là cũng được anh em ạ. Nó đã có cái động lực rồi thì anh em truyền động lực cho. Đó, mãi rồi mới được này. Còn đi lâu lâu chút nha, thì cũng tầm 10:30 11 giờ thì nghỉ. Thường thường anh lai từ mấy giờ? Thường thì từ 8 giờ anh em ạ. Thường là 8 giờ. Bắt đầu từ 8 giờ tối. Nào 2k thì không, dạo này đang rảnh cho nên nó 2k nhiều. Mấy hôm nữa thì cũng đi học thì cũng thời gian nó thứ nó cũng bó hẹp lại. Trồng thế thì thu hoạch nó sao vậy? Thu hoạch bình thường thôi mà. Thu hoạch như thu hoạch ở ngoài tự nhiên đấy. Thu hoạch như ngoài tự nhiên thôi. Xong hết chưa? Được rồi đấy. Ổn rồi đấy. Ngon rồi. Bây giờ đóng cái cửa vào. Chuẩn bị thả chó đây. À, thả Pip, thả chó.
tập theo mấy ông streamer ấy, stream liên tục một tuần cho máu, mẹ tôi cũng muốn lắm chứ đâu ơi. Sức khỏe khỏe thì cũng ấy. Sức khỏe khỏe thì cũng chiến ngay, đâu ngại gì đâu. Đấy. Rồi, thả chó đi. Đóng cửa thả chó. À nhầm, thả mèo. Máu thì chưa thấy đâu. Thấy điên da thì mà. Thấy da điên. Không, không. Nhưng mà thức đêm thì cũng như hại sức khỏe phết đấy. Nhưng mà không sao. Nó dần nó thành quen đấy anh em. Đâu rồi con Pip, đâu rồi? Đâu rồi, có mấy con Pip nó trước đây này. Bắt lại. Tôi nhớ là bên này còn mà nhiều. Tiếp phủng đâu hết sạch nhỉ. Đây còn con này. Cái này nó đang bị lạnh quá. Lạnh quá. Trồn bắt đầu. Ờ à, đây, chuẩn bị chuyên mục thả trồn này. Tôi quên mất chưa cái này lại. Có cái blue green ấy thì cái bản vẽ, cái mốt bản vẽ thì nhanh. Đấy, hơi lâu. Thầy tôi dạy là thời gian là do chuyển động. Một năm là thời gian trái đất quay quanh mặt trời. Cho trái đất quay quanh mặt trời chậm hơn 10 lần thì nó cũng là một năm và không ai nhận ra, và tương tự với ngày. Ừ. Không phải. Trước giờ được các nhà nghiên cứu học đã gọi là gì nhỉ? Người ta quy ước rồi chứ không phải đấy đâu. Mấy ông thầy, mấy ông hay tiêu táo cho nó có câu chuyện, câu trò trong buổi học ấy. Tôi cho thời gian trôi nhanh gấp 10 lần nên nó vẫn tưởng là một ngày đây. Nhạc không hậu mà anh em nhỉ? Nhạc hay mà. Để tôi chịu khó tôi tải mấy cái nhạc Liên Minh Huyền Thoại về nghe cũng được.
Liên minh huyền thoại có mấy bài nghe hay lắm. Có cái bài KDA ấy. KDA, bài đấy nghe hay mà không biết là có bản quyền không thôi. Tôi sợ bản quyền thôi. Mấy bài chung kết thế giới nữa cũng hay nhưng mà sợ bản quyền. Mấy bài này nó lớn đấy. Nên chỉ có mấy cái bài login này, mấy cái bài màn hình đăng nhập này thì nó không bị bản quyền. Thoải mái mở. Bản khoa học nghe nhạc vĩ mô vừa lờ. Rồi, nó bắt đầu chiến thuật nè. Nhạc hùng hậu vãi cả đái. Có khi nào phải đào cái cây trên này nè. Không còn nó vướng. Cả cây ở đây nữa này. Đấy, đào cây lên. Hai, ba, bốn. Chia đôi là được đúng không? 46 chia đôi là 23. Thả đúng 23 hạt rồi đây. Nguyên liệu nấu ăn à? Không có nguyên liệu nấu ăn à? Không được rồi. Này phải xây cái này cơ. Cái này là hoa thôi, không phải hạt giống. Nhạc bật chơi ARK được đấy. Nói mình game sinh tồn, các thứ kiểu đấy thì có nhạc riêng. Tôi cũng hay bật nhạc này chơi mà. Hạt giống này. Chơi The Forest đi, The Forest thì bọn tôi đang chơi mà. Và mấy hôm nay đang nhiều game quá cho nên là cứ từ từ anh em ạ. Vài hôm trước lần. Mấy hôm nay đang ấy quá. Đang nhiều game quá nên là mình cứ chơi từ từ. Hạt lúa mì đây này. Cho hẳn 24 hạt. Nguyên liệu nấu ăn. Hạt lúa mì thì nhiều, thoải mái. Ở đây.
không được nhá. Các bạn là cái này nó là đấy nữa nên là nó cũng ném mẹ luôn vào đây này. Đấy, thế thế. Không gian là do chuyển động, kích thước nguyên tử lớn gấp 10 tỷ lần hạt nhân. Nếu các cái electron không chuyển động thì nó sẽ bị hút về hạt nhân khiến nguyên tử nhỏ đi 10 tỷ lần. Cái đéo gì vậy? Đọc chả hiểu gì cả. Đọc xong không hiểu gì hết. Ờ, còn hạt lúa mì không? Trên này còn này. Đây này lấy đi. Trong này còn nhiều lắm này, chẳng qua là nó không đào vào lấy thôi. Chín mươi hạt, chỗ nào 90 hạt? 108 hạt. Sáu sáu hạt. Tối mẹ mất 1/4, 1/3. Cái nhạc thì đang PK. Fly Silent Partner Win and Roll Whittling Down the Road gì? Whittling Down the Road thì thi thoảng tôi bật mà. Tôi có bài đấy. Thi thoảng tôi vẫn bật bài đấy mà. Yeah. Nào trong đi pip ơi. Trong đi pip. Pip. 1 2 3 4 5. Ổn. Chơi Stranded đi, Stranded K2 anh em ơi. Từ hai comment trên của tôi thì suy ra thời gian và không gian phải có liên kết với nhau. Và theo như Einstein à, thì thứ liên kết hai thứ đó là hằng số C và tốc độ ánh sáng. Vẫn đéo hiểu. Trong đi pip. Cố lên em. Chủ nghĩa di vật siêu hình. Vừa ấy xong à? Thanh niên vừa học chiết xong à? Đái đái vậy. Mình bị nhiệt độ cơ thể rồi. Cái này mình phải làm lạnh nó. Rồi cái này mình cứ từ từ. Tháo luôn cái này ra đi. Đố anh em biết nhạc gì? Đố biết nhạc gì? Rồi, trồng tiếp đi em. Nếu mọi thứ ngừng chuyển động thì thời gian và không gian phải sụp đổ. Ôi sử dụng game gì thì game thì anh em so sánh là sao được. Game không có triết lý gì hết. Từ đây ra đủ 6 ô đúng không? Ồ.
ra vẫn đủ 6 ô. Mình cứ đợi 2 ô 1 đi. Ba ô một, chúng ta 3 ô 1 được. Tôi sợ là nó thối trước khi cái đống ấy này nó được trồng hết. URF, ừ. Nhạc URF đấy anh em. Sao lại để cái thang thế? Cái thang để tôi chắn, chắn không cho nó trồng một cây ô đấy. Tôi muốn cho nó trồng lần lượt, không thì nó trồng tinh tinh. Không được, mình phải trồng, muốn trồng được hết thì mình phải trồng lần lượt. Đi mày. Trồng đi. Ở đây đâu có đâu nhỉ. Đủ mà, trồng được mà. Trồng được mà. Thậm chí là chỗ này cũng trồng được mà. Yếu gì vừa xảy ra trên kênh chat thế giới. Tôi vừa quay ra một tí. Đang giờ học chiết anh em ạ. Học chiết online nhá. Đang giờ học chiết online. Vệ binh tinh tú, ở nhạc vệ binh tinh tú đấy. Trồng thế thì lâu thu hoạch hơn ô gạch cả, ừ. Trồng này lâu thu hoạch hơn. Nhưng mà mình chả phải chăm tưới gì cả. Trồng này 72, cái này 18. Cái này chả phải chăm tưới gì cả. Cái này có thể mình vẫn búp cái nhà xanh vào được. Búp cái nhà xanh cho nó tăng cái tốc độ sinh trưởng lên thì cũng ok. 72 thì chắc còn khoảng 36 ngày. Gấp đôi, ổn. Vẫn được anh em ạ. 96 ô để ở đây không biết là có đủ không. 138. Nhưng mà mình cứ trồng nhiều là được thôi. Lâu nhưng mà mình trồng nhiều mới được. Cũng được. Trồng thế thì bao giờ mới xong. Nhanh không ấy mà. Ơ sao chỗ này nó không trồng nhỉ. Trên này có cây đúng không? Đâu có đâu. Đâu cây nào đâu. Tại sao lại không trồng? Ủa? Đâu cây nào đâu ta? Xuống dưới là 5 ô. Xong bên này là 6 ô. Xong bên này là cũng 5 ô.
con Pip điên này, chồng đi em, come on. Cho đào cái này đi cho nó chắc ăn. Theo chủ nghĩa di vận biệt chứng, vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức qua, còn ý thức thì phản ánh vật chất. Anh em đã thuộc cái đoạn mà cái gì nhỉ? Kênh bác học văn hóa không? Gọi là kênh triết học. Ơ thế sao nó không trồng nhỉ? Con điên Pip này. Thối mẹ hết hạt của tao. Cái này thì phải cách ra. Ở chỗ này là vẫn không đủ à? 6 cây. Mẹ hai con vào một chỗ đi. Đi cho nó nhanh. Đi cho nó nhanh. Đấy, ở ngoài trồng được nè. Ở đây là trồng được. Gì đây? Này cứ 3 ô thì nó sẽ bị lủng mất 1 ô. Mình phải chịu thôi. Này không trồng được hết. Cứ 3 ô thì mất 1 ô. Đấy. Bài Get Jeans cũng bay lắm đó. Get Jeans á? Jeans X à? Rồi để mai tôi bổ sung thêm vào. Trong đi Pip. Cứ phải 3 ô để bỏ mất rồi ô ở giữa. Ô giữa là không trồng được. Trồng này lâu lắm anh em ạ. Này thối à. Thối mẹ mất ít mì, hạt mì. Trồng đi Pip. Chỗ này là trồng được mà.
đây nó có cây này rồi, không trồng được ở giữa. Ở cây này, ở đây nó có cây này rồi, nó không trồng được ở giữa. Phải từ từ lần lượt, cái này không thể nào mà khó ở đấy. Đấy, khá là nhanh. Vui tiếp đi em. Vui đi. Đây chưa trồng được. Trồng nhanh ấy chứ, sắp được một hàng rồi đấy. Thằng đệ nó vừa dọn nó vừa phá. Ổ kiến lửa phần 9 phát thể heo nè. Nhà tôi như này với ông bảo ổ kiến lửa. Ôi chết mẹ rồi, thôi. Đổ nhiều hero quá. Con này sắp chết rồi. Chết vì đói. Nhiệt độ này nóng lắm. Ủa đây không trồng hả? Hai cây. Từ dưới ra hai cây vẫn trồng được mà. Hạt đâu hết rồi? Cho vào coi. Sao lại phá đi? Thu hoạch rồi mà nó vẫn chưa ấy à? Được thu hoạch rồi nè. Đây, nhìn nó thu hoạch này. Đó. Nhìn nè. Mẹ tính toán sai gì không đây?
để khoảng 200 giây. Khoảng 200 giây anh em ạ. Cái này tính toán sai rồi. Cây này hình như là nó mọc nhanh hơn, nhanh hơn cái ở đây. Sắp xong rồi, còn 3 cây cuối nữa. Xong rồi tôi dòng ống luôn. Tôi dòng ống luôn. Dùng ở đây thì tôi sẽ dùng nhôm và cắt chì. Chì đi. Chì cho nó rẻ. Mô hình Minecraft trá hình. Minecraft gì? Này anh em bảo Minecraft. Không phải Minecraft nha. Mô hình tôi như thế này mà anh em bảo rồi. Mô hình Minecraft thì ok con dê. Lên luôn này. Đó. Đấu luôn vào đây. Hello, hello cáo. Mô hình kiểu này phải làm số lượng lớn thì mới bỏ. Easy game làm sao nổi. Tầm này easy game gì nữa anh em. À, early game. Tầm này còn early game gì nữa.
sắp bay máy bay nơi early gì nữa. Tôi chỉ làm cái khu nhỏ nhỏ như này thôi. Đó. Cái bé này thôi, nhỏ nhỏ xinh xinh. Đó, nhiều quá thì nó lại. Cái này thì có phải cho nó chạy luôn thì nó mới tan cái băng ở trong này ra. Rồi nhặt hết cái đống ở trong này ra đi. Con này trống lâu thế nhở? Mấy con Pip này. Bật nhạc hả? Tưởng quảng cáo. Quảng cáo. Tao bật nhạc mà. Tao bật nhạc trên bình điện thoại. Sợ bản quyền. Cho nên là phải bật nhạc quảng cáo. À bật nhạc trên bình. Nghe như kiểu tôi đang chơi URF ấy nhỉ. Này thì chắc là dẫn nước bẩn à. Ethanol không nhỉ? Làm tí ethanol đi. Làm tí ethanol đi. Cỗ tôi thì mẹ cả biển cá mẹ luôn. Mẹ ethanol thì nó ngon hơn, nó có nhiệt độ âm nó ấy hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì cái tốc độ làm mát thì nó không ngon lắm. Nhưng mà dùng được. Tôi dùng nước luôn của cái này để nó mát nó. Đệ khá nhiều việc đấy. Xong cái này thì tôi sẽ làm cái farm cá cho anh em xem. Nhưng mà chắc là trong tập này không làm được farm cá rồi. Bởi vì là cái đống này khá là mất thời gian đấy.
này, chỗ này trồng được thì mình phải cỡ hết cái này ra. Cây cũng xài nhạc của tôi không ông ơi? Nhạc ông như thế nào? Thế có bản quyền không thì... Ông là producer hả? Nghe giống nhạc chiến tranh vậy. Nhạc Liên Minh Huyền Thoại game hay như thế mà anh em bảo nhạc chiến tranh. Ừ thì cũng đúng. Chiến tranh vệ binh tinh tú. Tự làm à? Ừ thế ngon. Được không ơi? Tự làm thì ngon luôn. Producer à? Của nhà làm ra đúng không? Cây nhà lá vườn. Cây nhà lá vườn thì lúc nào chẳng ngon. Nhìn chỗ này nó không trồng nữa nhỉ. Cầm cái đấy lên ta coi. Chống nốt đi con pip điên kia. Nghe nhạc ông ý liệu mấy anh Google có hóa mấy anh khiêng hòm không? Ờ không biết được. Cái đéo Delta đấy. What the fuck is it? Nên YouTube search mấy bài hát không bản quyền ý. Dùng 1-2 bài không dính ớ. Thế tôi có dùng nhạc của YouTube nó cấp cho thì không sao, thoải mái. Hoặc nhạc của nhạc login screen của Liên Minh Huyền Thoại thì cũng được mà, thoải mái. Thế cái bọn này sao nó nhặt hết ấy lên thế? Suy luận ra vận tốc của hành tinh là cái đéo gì đây? Sao để có YouTube của YouTube cấp cho? Nhạc YouTube nó cho mà. YouTube nó có một cái kho nhạc riêng mà, nó dành cho những người làm YouTube nó không bản quyền. Nó có một kho nhạc riêng. Sắp thành kênh dạy học hả? Ừ, mẹ khổ. Sắp thành kênh dạy học mẹ rồi. Học online, thầy giáo chuột nhá. Làm sao để có ở trong clip ở phần âm thanh của YouTube ấy. Có mà. Trong phần âm thanh của YouTube ấy. Có mà. Sao bọn này nó cứ lên xong nó lại xuống nhỉ? Máy điều hòa nhiệt. Nóng quá rồi. Thì tôi sẽ phải làm bằng thép. Đúc tí thép vào đây là ok ngay.
cũng thế. Cái này thì cũng thế, sắp ấy rồi. Nếu bằng sắt thì 125 độ, 125 độ thì không hỏng được. Còn cái này nó xây bằng chì nó hỏng. Để xem sắt đi. Hôm qua thì giải triết học, hôm nay thì toán. Khổ. Tôi dùng một hệ quả của thuyết tương đối hẹp tính vận thúc. Ông ấy đang tính cái gì trong thành thời gian trong Oni. Khổ. Chết tôi không. Cái này cũng chỉ tháo luôn đi. Cảnh cáo nói bậy, làm cái nhẹ 60 giây. Ôi, chửi bậy thì mốt không cần phải ấy đâu, con mod nó tự ấy được. Con mod nó tự gì được. Có điều là spam, tôi biết là tôi tắt con mod rồi. Con mod nó không ấy được spam, cho nên là... Khổ. Nói chung là kênh tôi nó cũng văn hóa quá nên là nó anh em mà con nói mấy từ lóng ấy, mấy kiểu nói mấy câu me thì cho nó vào dấu sao, đút vào cái dấu sao để cho nó văn minh. Khổ. Phải tôi lại đấm cho mấy phát. Gặp tôi ban luôn á, thôi ban làm gì. Có chửi bậy biết thì để 60 giây thôi. Xóa cái tin nhắn chửi bậy là được. Chẳng may vớ vẩn anh YouTube anh quét được, anh khóa vào mẹ kênh của mẹ. Ok, cho nó đẩy cái hơi nước ra. Mấy anh YouTube thính lắm, để thính như anh, nhưng thính như anh khiêng hòm vậy. Trời ơi mẹ, nước nó ấy này, nó đóng băng hết. Thôi, chắc là tôi sẽ xây bằng cái tấm tản nhiệt để cho nó nhanh này. Đấy. Thế cho nó nhanh. Xây tấm tản nhiệt băng để cho nó nhanh này. Bên này vẫn chưa trồng được à? Tôi đéo hiểu kiểu gì. Ủa thấy con pip ở trên đây đâu? Chết rồi à? Đấy, nước bắt đầu chạy rồi. Khá là ổn anh em ạ. Chỉ là chữ D với chữ M thôi, gắt vậy mấy cờ lê. Đúng, con bot đấy. DM là con bot, nó cũng mấy này, nó con bot nó quét theo chữ mà. Con bot nó quét theo chữ mà, nó cứ thấy là nó ấy luôn. Con bot đấy, không phải lấy đâu.
Cờ lê có làm gì đâu. Cờ lê làm sao mà nhanh bằng bot được. Nó nói gì vậy? À, gọi con bot nói. Thì anh em là đang anh em là ông là anh em là cờ lê thì gọi nó thì nó sẽ như thế. Anh em là mốt thì gọi nó là như thế. Còn bình thường thì gọi nó sẽ là có hai cái cây ông mốt ở trên kia này. Cây nào? À đây, để cho ông ấy một slot gì nhỉ? Ông Onisan lần trước xin đúng không? Lần trước tôi xem lại ấy. Đây, Onisan này cho mép này. À, cho tóc hai bím đi. Đấy, tóc hai bím. Onisan web. Và lần trước là bảo tôi cho nhưng mà tôi đợt đấy không để ý chat cho nó trôi nhanh thôi, nhưng mà hôm sau lại đọc lại được. Cái gì? Từ lửa nóng. Lửa nóng nào? Nói chung là nó chỉ quét mấy cái từ tục tĩu quá thôi, chứ còn không đến nỗi mà nó gắt lắm đâu anh em ạ. Mấy cái từ tục tĩu quá thôi. Mấy từ tục tĩu quá thì nó mới ấy thôi, nó mới quét thôi, chứ còn bình thường thì nó không ấy gì đâu, không gì đó. Chỗ này không nóng lên nổi. Bịt cái này vào thì may ra được. Anh giỏi mấy game bay nhảy phản xạ không ý anh em, mà game nhảy dù PUBG gì như thế nào. Phản xạ tôi chơi gà bỏ mẹ thôi. À không, game gì tôi chả chơi được. Dăm ba cái trò nhảy phản xạ. Mấy ngày xưa bắn PUBG ghê phết đấy. CPC ấy. Bắn hơi bị ghê đấy. Không phải đùa nhé. Chả hiểu cái con này nó trồng kiểu gì. Năm. Ừ. Ở đây là 3 cây. Thì vẫn trồng được. Thế này toang rồi, tôi tính sai rồi anh em ơi. Toang. Cái này tôi tính sai mất rồi. Này đúng ra phải xây 5 ô cơ. Chết mẹ rồi, giờ làm thế nào rồi anh em? Ở đây nó quét lên trên này nó vẫn phát hiện được 3 cây nên là nó không trồng. Hỏng rồi. Cái này đúng ra nó phải dịch lên một ô nữa. Cái này tụt hẳn xuống dưới. Đạch. Sai một ly đi một dặm rồi. Toàn. Lưu xếp làm lại từ đầu.
tôi mà làm lại thì phá đi làm lại còn hơn. Cái này đúng là phải 5 ô, hạ xuống thêm một ô nữa ở dưới này. Thì cái ô đất này nó phải ở đây. Thì trồng cây ở đây, thì nó ở đây lên, đếm lên thì 15 ô. Đếm lên là 6 ô. Đếm lên đây 6 ô nó không thấy cây, nếu quét sang đây nó không thấy cây thì nó mới trồng được. Đấy, đúng là cái cây nó phải chỗ này, đúng ở cái ô đất này này. Toang nhỉ. Dăm ba trò nhảy của anh khiêng hòm nhảy chứ ghê ớm. Anh da đen khiêng hòm. Qua anh da đen anh à, qua anh cua anh khiêng có 3 phát liền đấy. Để tầm 10 11 giờ stream lên Discord thì coi thử nha. Coi cái gì? Game gì á? Giờ xây vào form hết rồi mà lại như thế này toang quá. Tao phải sửa lại hết anh em ạ. Mà sao nó éo chồng. Pip mất dạy này khó tính thế. Rồi, quyết định xây lại. Dọn cái này đi. Đừng dọn cái này đi. Tôi thấy vô lý, hành tinh trong Oxygen có vận tốc 53. Đừng áp đặt cái vô lý vào đây, vào cái game này. Cái game này vốn dĩ nó đã vô lý sẵn rồi. Random 60 giây, đến 600 giây thì biết mới trồng một cây. Không phải đâu. Con Pip nó điên đấy, nó ngáo đấy. Ây, mẹ, phá nhanh vậy. Rồi đây, phá nhanh vậy. Phá nhanh vẽ cả đài. Thôi, chỉ là làm lần lượt thôi vậy. Khổ thân tôi không. Thôi, cứ làm tầng 1 thôi anh em ạ, không vội được.
này thì bao giờ nó mới nóng? Nhìn phá thấy chát vờ lờ. Ôi trời, phải chịu thế nào nào giờ. Lúc đầu thì không tính trước. Tôi còn một cái lít nhạc nữa cơ. Hay lắm. Mà sợ anh em buồn ngủ. Tí K2 tôi bật cái đây. Anh em buồn ngủ hết. Baby. Ở đây là được rồi, ở đây là trọng tốt rồi. Con pip đâu rồi ta? Đây, trong đây. Đấy. Như này là ổn đấy. Này chắc chắn là được thôi. To. Sao không cho thêm một cái bắc cầu ngay máy làm mát chất lỏng ý cảm biến tắt thì cooling loop vẫn chạy. Ừ nhờ, quên. Tôi còn chưa cài cảm biến các thứ vào đây. Thêm cài cái cảm biến vào đây. Đây, thêm cái vào đây.
trong này để một cái cảm biến. Cái này phải để trong chứ nhỉ. Thế nào tao cũng quên bố mất rồi. Đây. Lùi lại tí. Đây, lùi lại tí. Để móc ngay trên này. Rồi. Có mẹ lâu không làm cái này quên mẹ hết. Tháo ra sợ bị lạnh lắm. Nhạc này mà Stranded lúc đi thuyền thì phiêu. Mẹ nhạc ấy đi thuyền này ngon đấy nhở. Hợp lý đấy. Hợp lý vãi lìn luôn. Đấy. Nếu trên âm 15 độ đi. Giải thích lại cái auto farm gỗ. Cái auto farm gỗ á. Đấy, đơn giản là cái cành này là 18 ngày nó được thu hoạch đúng không? Đấy, thì mình sẽ đặt một cái đồng hồ cát đếm đúng 18 ngày thì bắt đầu là bật lên. Dùng dây tự động bật cái mở nước ra, đếm đúng 18 ngày. Cái này gọi là cái đồng hồ cát này. Đếm đúng 18 ngày rồi bắt đầu đổ nước xuống, nó chảy dòng xuống như vừa nãy tôi làm ấy. Rồi bắt đầu nó cây nó ngập nước thì nó đấy thôi. Cây ngập nước thì nó rụng tự rụng thôi. Cái gỗ này thế mà. Mình làm nào để mình nó không vào luôn cái cây, không vào cái cây ở giữa là được. Để đổ nước hai bên thôi, đổ nước hai bên cánh thôi. Sao mình check là lại bị à? Đấy, bản quyền. Đồng hồ đây này. Cái đây gọi là cái mô hình đồng hồ cát. Tính chính xác thì nó là đồng hồ nước hơn. Đây này.
nó đếm này, khi nào đủ 542 thì nó bắt đầu nó đấy, thì bắt đầu nó đổ nước lại xuống, bắt đầu đếm lại từ đầu, kết hợp với nó mở nước ở đây ra. Không bị à? Đặc cơ mơ thì nó lại không ấy được. Đấy, mẹ, bot link bậy. Bot link bậy. Con bot. Lại nữa. Cái gì đây? Khổ. Mà tôi để ngắn thôi, có 60 giây mà. 60 giây thôi. Bot cái link gì đây? Bot cái link gì mà không cho bot? Đấy, sao cái này nó sắp đổ nước rồi đấy. 94 rồi. Ở đây là cũng sắp đổ rồi, sắp đến thời gian rồi. Chúng ta cùng xem. Trăm cân nhựa này, lúa mì đây rồi, bắt đầu nó trồng rồi. Ngon. Này vẫn bị mất 3 ô. Link SoundCloud à? Thế thì ông thử gửi vào trong Discord xem nào, gửi Discord đi. Hoặc là ông gửi nhắn tin Discord riêng cho tôi ấy. Chứ gửi vào server Discord cũng có con bot là nó chặn á. Nó xóa, nó không cho chặn, nó không cho bot. Lần đầu tiên được thử sức mạnh của bot. Con bot nó nhanh lắm à. Nó là máy mà. Nó cứ thấy từ ấy, nó cứ thấy lạ là nó bắt đầu nó xóa. Rồi, đá nhẹ một hàng đấy. Đấy, nó trồng ngay mà, trồng nhanh lắm. Khu này mát dần rồi đây anh em này. Độ rồi, sắp được rồi. Xong game này chơi gì thế? Chắc là Stranded tiếp thôi anh em. Lại xây tàu, lắp tàu tiếp thôi. Tàu của tôi đang bố đời mà. Nay chắc là làm được 2 hàng thôi. Sơ sẩy quá thế là thành ra. Vừa gửi ra. Đâu, gửi đâu nhỉ? Gửi đâu đây? Gửi đâu đây? DMVKL
Ô là huyền. Nóng thế thì chịu rồi. Ở đâu? Nào gửi chỗ nào? Sao không thấy? Có thấy đâu? Sao không thấy nhỉ? Có giờ heo. Hôm nay 16 like luôn. Thế bình thường thì vẫn như thế mà. Tưởng 16.000 like chứ còn. Không coi K2 rồi. Ok, bye ông. Lát thì gửi qua Facebook cho. Không thì gửi qua Gmail của tôi cũng được. Mail của tôi ở dưới phần mô tả đấy. Khổ có mỗi cái link thôi mà cũng khổ. Con bot. Gửi mail cũng được, gửi mail cho nó chuyên nghiệp. Không thì gửi GitHub. Có code gửi GitHub cũng được. Mẹ có một cái link up GitHub các thứ thì gửi. Khổ. Cố gắng, sắp xong rồi. Nốt cái hàng này. Cái con ở trên này đâu mất. Có một con ở trên này đâu mất. Tôi đang sợ bị tuyệt chủng mất pip đây này. Thôi xả ít hero thôi, xả nhiều thế nhỉ. Đây vẫn còn pip đây này. Trước dấu chấm thêm dấu cách là đấy, cách cũng được. fvdl.com. Nè. Hết hạt giống rồi sao? Sắp mát rồi, bắt đầu xanh dần rồi đây anh em. Xanh dần rồi.
Nói cũng xin gaming, ông mời mình chơi Space War, tôi có Space War đâu. Không có Space War. Trồng đây đi Pip. Cái con lợn này nó không trồng ở đây. Phải cả cắm 100 hạt ở đây à. Thối mẹ hết đi chứ. Để mấy hạt thôi. Con này nó không trồng được ở đây nữa nhỉ. Chả hiểu kiểu gì. Đâu có vướng cái gì nữa đâu nhỉ. Không vướng gì. Chả hiểu kiểu gì nó không trồng được. Khó hiểu vậy đấy. 8 cell. Cắm điện vào. Cắm cái gì? Cắm điện vào cái tủ lạnh á? Không, phải ném ra ngoài nó mới trồng được chứ. Tôi gì vậy, có bao giờ dùng cái tủ lạnh ở đâu. Đây này. Nó có kho mẹ bố đời ở đây sao mà phải khí quyển vô trùng đàng hoàng. Cờ lo đây này. Khí cờ lo đàng hoàng sao phải thế. Là tươi 100% chưa? Ông có biết rối lượng tử không? Không. Có mấy thằng thả bom này. Bom sticker. Nghe đâu cao, nghe cao silver là cái này ông ấy chọn wiki ra thiếu gì. Google đây, wiki không thiếu. Hay là xem của VFact à, hay là xem của kiến thức thú vị. Đó là lượng tử cơ học mà. Ờ, thì đang cái gì mà lượng tử lượng viết. Khổ thanh niên ấy, chắc là mấy hôm nay đang ôn thi các thứ nên lượng tử nhập rồi. Khổ thân. Nghĩ nó cũng tội mà. Thôi thì kệ. Điên này là cho nó lại không trồng nhỉ. Con điên ở trên này sao nó không trồng ở cái ô này ta. Tôi không hiểu lắm. Không hiểu lý do. Chả hiểu lắm. Không hiểu sao nó không trồng được ở đấy. Đấy nó cứ nhặt lên nó lại thả xuống này. Từ đây đo ra thì vẫn đủ ô mà. 8 ô này. An Man. Những người kiến. Sắp xong rồi đấy.
Đợi cái chỗ này nó lạnh lên nữa là ok. Cái chỗ này nó sắp lạnh rồi. Nó lạnh đến một cái nhiệt độ nào đấy. Dần dần xuống bên dưới. Đây, tôi đẩy cái oxy bẩn ra ngoài. Hơi nước ở dưới này khá là nhiều. Ôi, phí nước quá. Khẩn trương nào. Nhanh, nhanh, nhanh. Mẹ mấy thằng đệ. Cũng được rồi. Mẹ mất hơi nhiều đấy nhá. Tua bin quá nóng rồi. Tôi đợi tí cho nó tản cái nhiệt ra. Đấy, tự làm mát chính nó. Đấy, tự làm mát chính nó. Khá điện đấy. Hello nhá, chào anh em nhá. Cái chỗ này nhiều nước quá này. CO2 thì còn mấy tấn này. Không thấy thầy Nam đâu. Chịu, thầy Nam mấy lắm. Bí ẩn lắm. Lâu lâu trồi lên bữa. Chứ hiểu sao cái đoạn cuối này nó không trồng được. Lỗi gì à? Game này mà cho làm lò phản ứng hạt nhân và 1 tấn uranium thì ông dùng tới 10k cycle vẫn không hết điện. Thế thì tội bá quá. Nhưng mà nó cho thêm điều kiện là khoảng 10k cycle nó mới được dùng điện hạt nhân. Stress quá. Bài nhiều tới đầu luôn. Stress thì thư giãn đi. Học nhiều rồi đầu to mắt trố. Thư giãn tí đi anh em. Không thì làm tí nhạc thư giãn đi. Xong rồi lại để tiếp tục. Bắt làm mà không cho ăn thì thế thôi. Ở đấy cứ đến đoạn này là nó không thấy ấy nữa, tôi không hiểu kiểu gì. Chả hiểu kiểu gì. Cứ đến đoạn cuối là nó không ấy nữa. Nó không trồng nữa. Nó chả hiểu. Nó không hiểu lắm. Nó cứ nhặt lên nó lại thả xuống. Hay là xa quá. Để gần vào thử xem nào. Để gần vào nhé. Có khi này để xa quá. Có một. Có cái con một mắt kia giết nó đi. Nó đang định bắt nó để nuôi Poop luôn. Nó bắt con này nuôi Poop cũng được. Hay là làm một cái ấy xả nó nhỉ? À, nó đi. Làm cái nhà xí ấy, nhà xí này. Không cho bọn kia nó sục là được. Cho bọn nó đi ra ngoài này, không cho bọn kia nó sục. À, nó mặc đồ bảo hộ nó đi được không nhỉ? Không biết là kiểu gì.
mặc đồ bảo hộ xong rồi đi. Oxy bẩn ở đâu ra mà nhiều vậy? Cho hỏi oxy bẩn ở đâu ra vậy? What the fuck? Để biết ở đâu ra luôn. Về nhà có học đâu mà đi thi toàn điểm cao, có gì nhờ thằng bạn thôi mà. Không phải ai cũng nhờ được đâu. Rồi ném đất vào. Ba hột. Đấy, mình ra đây mình nhặt thêm nào, xem có trồng được không. Ở đấy trồng một con này. Nhưng mà con trên thì sẽ không trồng được, nên mình phải trồng con trên trước. Đấy là xa quá nó không trồng được. Xa quá nó không với tới. Hôm nay có Strand Deep không? Có anh ơi. Nhờ bọn nó lại mở video thầy Huấn lên trục nhục lắm. Ừ. Sau này chỉ có chịu khó là cần cù để bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Lương giả ít thì nó làm đến thế thôi. Lương hậu hĩnh vãi lìn mà. Làm đi thì cho ăn nhá. Tí cho vào mẹ thiên đường đây này. Nhìn thiên đường đây chưa. Tí cho vào đây. Làm đi thì mới có ăn. Còn làm thì mới có ăn. Ủa vậy bắt được nó hả? Bắt được mà. Dùng cái bẫy nhựa ấy. Bẫy sập ấy, đây là bẫy này này. Bẫy này bắt được mà. Cho nó bắt nó sập bình thường thôi. Không thì em muda. Pip, please. Chồng đi mày ơi. Thất đợi mày lâu lắm rồi. Please. Please. Đéo hiểu kiểu gì nhá. Đéo hiểu kiểu gì luôn. Đéo chồng. Mày đòi như thế nào? Mày thích ăn gì nào? Mẹ ai đó cho tôi câu hỏi phát, câu trả lời phát. Tận đây mới có mà. Ra đây là 8 ô rồi cơ. À đây. Đây anh em ạ.
Đây 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 đây. Rồi 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 rồi. Quá tay dòng trên này trước. Đấy. Đây lên là 6. Dưới này nữa. Ấy đừng như thế này. Đấy, tí con dưới này chồng lại nhá. Đấy, con trên mày chồng hộ tao cái. Cho nó vài con pip cái. Sao lại cho nó vài con pip cái gì? Đâu rồi, con kia đâu rồi? Chồng đi cưng. Wow. Nhanh thối rồi. Nhanh, khẩn trương, khẩn trương. Trong, 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 trong. Ờ đấy, nó phải thế chứ. Tiếp em ơi. Một hạt nữa. Please, please. Nhanh, nhanh, không thối. Rồi, thực phẩm ôi thiêu, định mệnh. Stress cao thế, ừ nhỉ. Hoàng võ là sao mà stress đây? Tinh thần thấp à? Tinh thần sao lại thấp thế này? Kẹt à? Như nào nữa nhỉ? Tinh thần thấp. Sao ngủ lâu thế? Kiệt sức. Nó đã ngất đi vì mệt mỏi. Ơ? Thế là không về được hay là như nào? Ngủ ngoài đấy nhờ, ngủ ngoài lâu thế. Cho con bờ on hook. Vừa ít vừa... Cái gì? Biết cái gì, chả hiểu gì cả. Đây rồi, xong rồi. Tèn 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 tèn. Cố lên, cố lên. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Cho nó coi bon hấp. Với video xả stress. Hoàng võ. Cho Hoàng võ coi coi Pornhub xả stress. Số lượng đồ dưỡng khí full rồi, nó không cởi đồ lên không về được. Không biết, không phải đâu. Không phải đâu. Thằng này sao đứng đây đây? Nhiều lúc nó chạy nhanh quá ấy. Máy tính nó không tính toán kịp nên nó thế đấy nhỉ. Nhiều lúc nó tôi để tốc độ cao quá, máy tính nó không tính kịp. Cho nên là nó mới sinh ra mấy cái hiện tượng ngáo ngáo ngơ ngơ có thể. Trong đi cưng. Rồi.
À, mình được một vườn như thế này khá là ngon, khoảng 36 9 9 là 18 18 2 là 36, 36 cây ngon. À, nốt hạt cuối cùng là xong rồi, làm tạm lá nhẹ 36 cây đó. Này lúc nào tôi ngồi tôi rảnh thì tôi làm nốt xem, không để anh em ngồi xem như thế này nó cũng hơi bị nhảm. Giờ tôi ngồi tôi rảnh tôi làm nốt. Đấy, được hai hàng rồi. Để nó đập đồ cho hình như là con này là nó không đập đồ. Nam thì thầy Nam thầy mới đập đồ thôi. Thầy Nam cục xúc thì thập đầu, ông này chỉ ăn thôi. Stress là nuốt chửng mọi thứ. Nó đớp nhiều thôi. Nó đớp đi, nó đớp bớt đồ ăn thì nó đỡ. Nhà nắm đồ ăn. Nào, giống nuốt hạt cuối cùng đi nào. Có cái vườn. Có vướng cái gì không? Không gì vướng cái gì đâu. Không trồng được nó đấm này hết này. Thấy cái công cụ gì đây chưa? Một phát thôi là may mẹ. Bay màu ngay đấy. Đầu buổi xem thấy cảnh phòng trồng cây. Giờ coi cảnh. Khổ. Người lâu vãi lìn ra. Tại cái bọn này nó không làm theo ý của tôi nè. Nó cứ ngáo ngáo ngơ ngơ đây nè. Đấy, nhặt đi. Rồi, đấy, xong rồi. Tôi bị làm sao không? Không bị stress thì làm sao? Stress thì ăn lắm. Đây, strength 80, tôi chả hiểu sao luôn. Hình như là không vào khu này lấy đồ ăn hay sao. Đang tạm bỡ cái gì rồi. Mình bỏ bớt mấy cái này đi. Cắt tớt, lét cái thứ này. Giờ này ăn gì tôi cần ngâm luôn. Flap thịt takubachi no cactus flower cũng được, ăn mấy thứ này. Ngon ngay anh em, ở nhà lạnh quá, nhà đang lạnh quá, ở trên này đang mát dần rồi đây này, ngon rồi. Mấy mà ok đó. Full đấy rồi thì phải. Full rồi tháo ống ra thôi. Tí 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 tí. Tôi ghiền nó rồi. Tí strand deep. Nay thống nhất là nấu súp rồi. Ôi, nhiều anh em yêu cầu strand deep quá. Đợt sau in lệ tôi xin slot tên. Ông có rồi. Đâu nhỉ? Tôi nhớ là đặt rồi mà. Đây này. Thằng bù bù này. Đấy, Onisan Web này. Có rồi. Còn một slot này, hai slot này. Đây là cái bay của Chuột Channel.
bạn. Nó lâu rồi chưa có kỹ năng cho nó. Linh Nguyên thì làm ít thế, học nhiều lên. Full này. Hai tay hai chân thêm cái gậy. Trời ơi nhiệt tình quá. Thôi tôi xin hai cái phần trước. Rồi cái phần sau thì thôi. Khổ. Đời tôi khốn nạn, khốn khổ khốn nạn. Hết anh khiêng hòm anh hỏi rồi, giờ đến anh em giờ hỏi thăm tôi nữa thì đời tôi khốn khổ khốn nạn. Đấy xong cái khu trồng lúa rồi đấy, được 2 tầng. Trời ơi trồng lâu nữa tả được, dần dần này nó mới ấy được. Đợi cái này nó mát nữa, lâu phết. Lạnh dần rồi. Nhiệt này nó vẫn thoát ra ngoài đây này. Mình phải đóng lại. Xong Stranded phải chơi The Long Deck không? Game sinh tồn hay lắm. Còn nhiều game nữa không ạ? Còn nhiều game lắm nữa lắm. À, tôi vẫn còn Green Hell bản cốt truyện nữa nhá. Green Hell bản cốt truyện này với lại Subnautica nữa. Còn khá là nhiều game để chúng ta chơi đấy anh em, cứ từ từ dần dần thì chúng ta sẽ chơi hết. Không phải mất công anh em bảo tôi drop mấy con kia rồi, chơi được một hai tập drop hết. Ông nghĩ sao về Stardew Valley, còn game tán gái 2D có gì đâu. Nào có tiền thì mua con đấy. Nó đang đợi sale GTA 5, GTA 5 để nào mua GTA 5 chơi cũng được. Sinh tồn là thể loại mà tôi mê vê lũ, giống tôi rồi. Cái đéo thích sinh tồn luôn. Rất khoái mấy cái trò sinh tồn, game sinh tồn rồi cho đến kể cả sinh tồn thực tế nữa. Tôi đã từng nghĩ rằng là tôi định thử thách sinh tồn thực tế xem như thế nào. Mua GTA 5 xong nó ra GTA 6. Kệ mẹ nó. Mua GTA 5 kệ. Chắc mấy hôm nữa lại sale mà, mấy hôm nữa lại có ngày lễ ngày nước lại sale mà. Winter sale. Tôi thích gun game và gun game là cái game gì?
Hunt Game là game gì? Này lâu phết nhỉ? Này cho nó chạy như này à? Nhiệt thì lạnh quá. Cây thì mẹ héo mẹ hết vì lạnh. Trong này còn con pip nữa. Là game đi cua gái của bọn Nhật. Ôi trời ơi. Búp phun thần nông vào này. Này nhanh ấy lắm. Nước thì lạnh. Cái nước đầy mẹ hết rồi. Đầy. Nước lạnh quá. Lạnh hết cả một cái khu bên dưới này luôn. Em thấy nước bố đời không? Này sinh ra toàn cá club. Cá club. Trứng club. Vẫn chưa được cả 5 độ cơ. 11 độ thì ở đây nó CO2 càng khó. Thắng CO2 không? Được CO2 nó càng đỡ bị thối. Lại sắp được thu một lượt lông, lượt thông nữa. Cũng nhanh phết đấy chứ. Mỗi lần thu nó khá 300 cân nhân 5 là 1.500. 1.500 một cây. Đây mình có 40 cây, gần 40 cây, 36 cây. Sơ sơ mỗi lần cứ 18 ngày là có 36.000 gỗ, thoải mái mà dùng. Ngon. Rốt cục là hôm nay méo làm ăn được trò trống gì? Ơ chứ không làm ăn được trò trống gì. Mẹ xây được cái thế đây. Trồng được 2 hàng. Trồng được hẳn 2 hàng dẫn được cái vòng loop nước cái đây còn gì nữa. Quá bố đời. Lúa mì ở trên này nó chết hết rồi này này. Thôi đào hết ở trên này lên. Đào hết lên. Mì meo rồi à? Đâu xem nào. Đây rồi, thấy rồi nhá. Đã thấy. Đây à, mấy bài đây à?
được ấy, hay. Mai thì khóa livestream 3 tháng thì đẹp mặt luôn. Cây còn chưa mọc rễ. Đâu. Đợi tí mọc rồi, đợi tí nó lạnh lên là được. Kinh vãi lìn này, rồi sợ lắm. Không, nhưng mà nếu mà không phải là những cái bên lớn thì cũng không sợ lắm. Cũng lắm là tắt kiếm tiền. Không thì nó chỉ xin nhẹ cái khóa xin 3 tháng đấy thôi. Được đấy ông ạ. Nghe lọt tai đấy. Cũng chiêu chiêu. Đấy, anh em được thưởng thức nhạc của ông Trọng Công ấy. Rồi anh em Trọng Công ấy. Đấy. Producer đấy. Có kiếm được gì đâu mà khóa. Sao lại có kiếm được gì đâu mà khóa là sao? Sao lại có kiếm được gì đâu mà khóa. Má cái livestream hàng ngày tôi vào nói chuyện với anh em và anh em bảo có kiếm được gì đâu. Đậu xanh. Một hồi thấy stream Aero. Review thế thôi. Nào muốn nghe thì lại mở SoundCloud ra, không phải gửi driver đâu anh ạ, không ạ. Quay trở lại với cái nhạc của chúng ta nào. Nghe review thế thôi. Mai xem nó có bản quyền bản thiết thì không, mai có thấy nó động chạm gì không. Động chạm nó ăn cứt đây. Nghe nhiều là ăn cứt đây. Vẫn chưa được à? Ở lâu vậy. Nhưng mà nó làm mát cả bên dưới này lỡ cho nên nó mới lâu. Cái này phải đợi lâu phết đấy. À, 5 độ rồi đây này. À, sắp được rồi đấy. Khá ổn rồi. Chắc ổn rồi. Ok. Sao này còn lẫn một con cổ lìn này vào đây. Thôi được rồi. Này em này, cái vườn lúa của chúng ta là ok rồi. Cái này cơ bản là bây giờ chỉ cần đợi thôi. Nếu mà rảnh thì tôi sẽ ngồi tôi làm nốt mấy cái thằng còn lại. Mấy lúc offline thì tôi sẽ ngồi tôi làm nốt mấy cái giao hàng còn lại cho anh em đỡ phải ngồi chờ xem nó lâu.
Thì để mày lần sau thì mình vào mình xem, mình xây cái mô hình khác, mình xây cái thứ khác, chứ không thì cũng bắt anh em ngồi xem như thế này nó cũng rất là nhảm. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi. Anh em đợi tôi vài phút sẽ upstream sang cả hai nhá. Bye bye.